thời hoàng kim đã điểm bốn con giáp được cắt tinh cao chiếu xòe tay hứng khổng phúc giàu có nứt vách không trung lớn cũng bạc tỷ trong tay đúng ba ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành tấn tài tấn lộc tấn bình an à, kính thưa quý vị ước mơ giàu sang là một cái điều mà ai cũng mong muốn và nó đã trở thành một cái mục tiêu của rất nhiều người có những người phấn đấu cả đời chỉ mong về sau có một cái ngôi nhà khang trang con cái thành đạt à, không cần thành ông nọ bà kia chỉ mong gia đình hạnh phúc tiền của dư giả chẳng cần phải lo lắng về cái chuyện cơm áo gọi tiền thế nhưng cuộc đời vốn là những cái bất định vận mệnh con người vốn đã được định sẵn à, có thể tại thời điểm này các bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ Các tinh cao chiếu mà may mắn gặp được nhiều cái hạnh phúc, may mắn có được cái thành công như ý. Làm đâu thì thắng đó, phú quý thì lâm môn. Nhưng tại thời điểm khác, bất ngờ các bạn lại bị hung tinh nó chiếu rọi, tiểu nhân hãm hại mà lụi bại cái cơ đồ, vỡ nợ mất trắng, à, vận hạn kéo đến triền miên, nợ nần chồng chất. Chính vì cái lẽ đó mà trong ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn cực đỏ. Đúng 3 ngày tới thì năm con giáp này tay cầm vàng, tay cầm bạc. Đấy. Trời thương Phật độ mà ban cho cái phúc đức. Những người tuổi này có cái tính tình hiền lành, nhân hậu, không những yêu thương bản thân mà còn giúp đỡ bao dung cho những người khác. Nhờ vậy mà những con giáp này cũng sẽ được thần tài phù trợ. À, các vị thần may mắn chiếu cố, làm việc gì cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió, lộc lá không cầu mà cũng tự đến. Nắm trong tay tiền tỷ mà đổi vận giàu sang. Vậy thì những con giáp đó là những con giáp nào? vận trình của những con giáp này sẽ ra sao à, Sau đây là nội dung chi tiết mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn à, Thưa quý vị, chúng ta biết trong 3 ngày tới thứ hai, thứ ba, thứ tư Nó sẽ rơi vào ngày mùng 9 tháng 2 đến ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch đúng không? Và dương lịch nó là ngày 18 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 trong khoảng thời gian này thì con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những người tuổi xíu. À, thưa quý vị bước sang tuần mới thì những người tuổi sửu được dự báo là một trong những con giáp may mắn nhất khi mà hồi kết các phương diện từ công việc đến tài chính của những con giáp này thì đều có những cái khởi sắc nhất định à, xét về cái là số tử vi của những người tuổi sửu thì những người này ấy, thường là những người thật thà nhẫn nại khả năng giao tiếp kém do đó mà các mối quan hệ của họ không được quá nhiều họ còn là những người mà sống cá trầm mặc sống nội tâm nhưng lại rất ôn hòa với những người khác, làm việc một cách là chăm chỉ và cực kỳ là nghiêm túc. Những người tuổi xíu đi xa lập nghiệp từ thuở nhỏ, dù gặp nhiều cái khó khăn nhưng mà được quý nhân phù trợ nên có thể xây dựng được cái sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Mặc dù là gặp nhiều cái muộn phiền về tinh thần và sức khỏe nhưng mà tổng quan ấy, thì hậu vận của họ rất là đẹp, sống cuộc đời an nhàn. Nhờ có các tinh cao chiếu mà bản mệnh sẽ nhận được nhiều cái lọc lá dù cũng có những cái thời điểm vất vả phải lăn lộn vì đồng tiền bắt gạo à, nhưng thành quả không làm cho các bạn thất vọng nhìn chung thì cái vận tài lộc cũng đang trên cái đả thăng tiến chỉ cần các bạn chủ động là có thể thu hút được rất nhiều của cải về tay hơn nữa nhờ cái thói quen chi tiêu và cái quản lý tài chính khôn ngoan mà những người tuổi xỉu có thể giữ được cái ví tiền và tích lũy được thêm một chút vàng bạc nói chung trong cái thời điểm này thì nó thích hợp cho những người mà muốn tham khảo mua nhà, mua xe, mua đất hoặc là tích thêm vàng bạc để gì? Để gia tăng cái tài sản cho mình. Về vận trình sự nghiệp thì nhờ được cái sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân, công việc của những người tuổi sửu cũng sẽ được suôn sẻ hanh thông. Chỉ cần nắm bắt được cái cơ hội, các bạn có thể nổi bật và sự nghiệp thì cũng sẽ đạt đến cái đỉnh điểm cao hơn. Những người tuổi sửu có khả năng làm việc độc lập, tốt, giữ được cái sự tỉnh táo, Tinh thần trách nhiệm cao nên họ có thể hoàn thành tốt những công việc của mình. Họ luôn có ý chí, quyết tâm nên là có thể hoàn thành tốt những công việc được giao. Bởi vậy, họ sẽ dễ gặt hái được những cái thành công như mong muốn. Những người tuổi Sửu có cái tính cương trực cao, do đó, họ dễ gặp phải những cái mâu thuẫn cá nhân, kèm theo đó là cái khả năng giao tiếp kém nên là đôi khi trong cái việc làm ăn, hợp tác thì họ cũng bị gặp nhiều cái trở ngại. Nhìn chung ấy, những người tuổi này phù hợp với những cái công việc có cái sức công bằng, làm việc công khai như vậy thì sự nghiệp của họ sẽ được tốt đẹp, có thể phát huy hết cái khả năng của mình. À, và trong cái 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là từ ngày mùng 9 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch thì thần may mắn cũng hết mực hỗ trợ cho những người mà đang bôn ba vất vả để kiếm tiền xa quê hoặc là những người làm việc phải đi lại nhiều, phải di chuyển nhiều. Càng chăm chỉ cái quốc thì công việc của họ lại càng có thêm nhiều cái cơ hội tốt đẹp. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch. Không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi dần. À, thưa quý vị, những người tuổi dần là những người thông minh, lanh lợi và hay thể hiện được cái tài lẻ của bản thân. Nhưng mà ưu điểm của họ càng dễ được phát huy trong cái thời gian này khi mà gì nó mang đến cho các bạn nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu. À, nói chung ấy, về số đông ấy, thì những người tuổi dần hay có cái cá tính là cố chấp, việc gì họ chưa làm xong thì không chịu nghỉ ngang chừng. À, khi làm việc thì họ không công nệ xong chủ yếu là ưa thích những cái việc lớn. Họ làm việc rất là nhiệt tình, có hoài bão lớn, thực sự là cầu tiến đấy. À, nói chung ấy, cái tính cách khẳng khái, quyết đoán, dũng cảm, dám làm việc, dám nghĩ và dám giúp đỡ người khác và gì, với một cái lòng bác ái, à, họ cũng là những người có ý thức độc lập mạnh mẽ không muốn người khác lãnh đạo mình. Có đức tính lạc quan, dám nghĩ, dám làm, ham thích đổi mới. Một cái đức tính đặc biệt nữa của những người tuổi dần đó là gì? Đơn giản, tự nhiên. À, đầu tiên phải kể đến là cái vận may trong cái sự nghiệp của những người tuổi dần khá là tốt. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây ý, thì công việc của các bạn cũng sẽ diễn ra được suôn sẻ, khả năng của bạn cũng được cải thiện và các bạn có thể lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh với cái tinh thần cởi mở hơn. À, các bạn trẻ tuổi dần thì nên tích cực ngoại giao làm ăn và đẩy mạnh cái lĩnh vực kinh doanh ai muốn khởi nghiệp hoặc là muốn hợp tác với những người mới thì cũng nên tranh thủ cái thời gian này nói chung ấy đây là cái thời điểm mà tiền bạc của những người tuổi dần cũng tìm đến đặc biệt là nam mệnh tuổi dần còn có thể kiếm được khá nhiều tiền và có nhiều cái lợi thế trong công việc kinh doanh làm ăn buôn bán bên cạnh đó những người tuổi này thì cũng tránh được khá khá những cái rắc rối về tiền bạc nhờ cái khiếu hài hước khéo léo ăn nói của mình. Với những người tuổi dần thì họ ưa thích những công việc thuộc về cái phạm vi lãnh đạo. Mặt khác họ cũng là những người có tài thích tham gia vào những cái hoạt động ngoài trời. Bên cạnh đó thì những người tuổi dần trong cái cuộc sống ấy thì cần phải khắc phục một vài cái đặc điểm sau để có được một cái cuộc sống viên mãn hơn. Thứ nhất là cái tính tự kiêu thiếu khiêm tốn. Thứ hai là thường xuyên bảo thủ chủ quan. Thứ ba là trong quan hệ giao tiếp hay nóng nảy thiếu cái sự khôn khéo dễ tin người dễ xúc động dẫn đến là dễ xa vào cái cạm bẫy của đối phương à, khắc phục cái tình trạng lẻ loi cô đơn cô độc trong công việc phải nghiêm khắc với bản thân về cái tư tưởng gì đại khái qua loa đối với công việc và trong giao tiếp vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ý, những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2. Không ai khác, đó chính là những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, những người sinh năm ngọ thì thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và lao động không ngừng nghỉ trong suốt cuộc đời. À, người ta tin rằng ngựa sinh ra là để chạy đua và gì chu du thiên hạ. vì vậy du lịch là một trong những cái sở thích hàng đầu của những người tuổi ngọ. À, bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những cái trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một cái chuyến du ngoạn. những người tuổi ngọ luôn lập kế hoạch cho những cái chuyến đi tiếp theo của mình, không hoạt động khiến cho họ buồn đến chết mất. Và đặc biệt, trong 3 ngày tới đây thì tin vui cũng báo về với những người tuổi ngọ dễ được thăng quan tiến chức, ăn nên làm ra trong cái thời gian này. Nhờ tác động của các cát tinh mà các bạn làm gì cũng đỏ hơn những người khác rất nhiều lần. Bên cạnh đó, công danh sự nghiệp trên đà thăng tiến, cơ hội cũng tới liên tiếp. Những người làm quan chức quản lý hoặc là làm chủ cửa hàng ấy, hoặc làm giám đốc ấy thì cũng sẽ có nhiều cơ hội được đi lên trong cái thời gian tới đây. Ngay cả những người mà mới bước vào cái nghề hay là chuyển sang một cái môi trường làm việc mới thì cũng gì gặp được nhiều cái xuân sẻ thuận lợi như mong đợi, các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, các khoản đầu tư ngắn hạn cũng sẽ mang lại cái lợi nhuận đáng kể trong cái thời gian này. Qua đó, các bạn cũng có thể chi tiêu khá là thoải mái mà không phải lo nghĩ nhiều. So với trước đây thì tiền bạc sẽ phong phú hơn rất nhiều, thu nhập thì chắc chắn sẽ vượt xa những người xung quanh. À, có làm thì có ăn. Những người chăm chỉ cải quốc thì trời không bao giờ phụ lòng người cả. À, thưa quý vị, mong muốn thử nghiệm mọi thứ và cái khả năng nắm bắt dễ dàng những cái vấn đề mới giúp cho những người tuổi ngọ phù hợp với hầu hết các công việc. Tuy nhiên, họ cần phải cân nhắc lựa chọn những ngành nghề đi kèm theo cái mệnh lệnh và quy tắc cứng nhắc. Con giáp này cũng sẽ phải từ bỏ những cái công việc mà mình cho là nhàm chán nhờ giỏi giao tiếp nên là những người tuổi ngọ sẽ thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người à, nhu cầu được độc lập và dựa vào chính mình khiến cho họ thèm muốn cái quyền lực và gì phù hợp với những nghề mà trong lĩnh vực thông tin đại chúng à, thưa quý vị người tuổi ngọ không quan tâm nhiều đến tiền bạc khi mà có tiền thì họ sẽ tiêu khi hết thì họ lại đi kiếm tiền mà thôi với họ thì tiền không làm nên hạnh phúc những người tuổi ngọ coi tiền bạc như là cái lớp kem phủ ở trên chiếc bánh gato mà thôi, cũng cần phải có một chút. Để họ sẽ gì tiêu tiền vào những cái việc lý thú thay vì phải tích cóp chúng. Quản lý tiền khá là tốt, nhưng mà họ lại thường mất đi cái hứng thú với cái mục tiêu kiếm tiền của mình. Về mặt tình cảm, thì nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì nó cũng cho thấy cái sự hài hòa, hòa hợp và giao tiếp trôi chảy. Các bạn cũng có thể lên kế hoạch cho một cái buổi hẹn hò lãng mạn một chuyến du lịch xa cùng gia đình đến những cái vùng đất mới. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con sắp may mắn thứ tư trong 3 ngày tới không ai khác thì đó chính là những người tuổi thân. À, thưa quý vị, những người tuổi thân bước sang 3 ngày tới thì sẽ gì? Mở ra cái cánh cửa chào đón thần tài, chào đón quý nhân Điểm báo tử vi cũng cho thấy Những người tuổi thân sẽ đón chào cái tuần mới cực kỳ là rực rỡ Càng về sau thì lại càng được may mắn đấy Và có những cái bước đột phá bùng nổ hơn cả cái sự mong đợi Nói chung ấy, nếu mà là người cầm tinh con khỉ thì những người tuổi thân thường có tính cách rất là nhanh nhẹn, lanh lẹ và khôn khéo như đúng cái con vật cầm tinh. Họ sống rất là lạc quan và luôn cởi mở, vui vẻ với mọi người xung quanh. Ngay cả khi gặp những cái khó khăn, chắc trở trong cuộc sống thì những người tuổi thân vẫn luôn vững vàng giữ vững cái ý chí và vượt qua những cái trở ngại. Mặc dù vậy, hầu hết những người tuổi thân thường có tính cách khá là nhạy cảm, đặc biệt là với nữ mạng tuổi thân họ thường dễ bị ảnh hưởng bởi cái cảm xúc hoặc là cái tâm trạng từ những người xung quanh hoặc là gì những cái việc bên ngoài nó tác động vào những người tuổi thân thì rất thông minh nên luôn biết cách giữ cái hòa khí trong tất cả các mối quan hệ và những cái cuộc trò chuyện với cái tính cách này cùng với sự hào phóng rộng rãi vốn có mà những người tuổi thân thì cũng rất được lòng mọi người xung quanh công việc cuộc sống của những người tuổi thân thì đều được khởi sắc những người làm công ăn lương thì được lãnh đạo tin tưởng trọng dụng tuổi này đang có nhiều cái điều kiện thuận lợi trên cái con đường làm ăn nên là thăng tiến cũng khá là nhanh nhìn chung ấy trong cái thời gian này thì những người tuổi thân ấy nói chung là có vận số khá là tốt với cái tính cách vui vẻ hoạt bát họ có thể hợp tác làm ăn kinh doanh với nhiều người để đạt được cái thành công lớn lao hơn nữa những người tuổi thân đặc biệt có tài trong cái lĩnh vực kinh doanh buôn bán họ có đầu óc nhạy bén nắm bắt được cái thị hiếu tốt cùng với khả năng giao tiếp, xây dựng được cái mối quan hệ rộng, những người tuổi thân thường đạt được cái thành công rực rỡ trong cái sự nghiệp. À, tuy nhiên, họ cũng trải qua rất nhiều cái vất vả, thăng trầm mới đạt được cái mục tiêu trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Những người tuổi thân thường có cái tính tự đắc sau khi đạt được một cái cột mốc nào đó trên con đường công danh sự nghiệp. Thì đây cũng là cái yếu tố mà những người cầm tinh con khỉ cần phải khắc phục để duy trì cái sự nghiệp được lâu dài và bền vững hơn nếu mà kiên trì quyết tâm trong công việc và khắc phục được những cái mặt hạn chế của bản thân thì những người tuổi thân cũng sẽ sung túc về tài chính và sở hữu rất nhiều bất động sản nhà cửa đất đai xe cộ đặc biệt trong 3 ngày tới đây là cái thời điểm cực kỳ may mắn cực kỳ lọc lá cho những người tuổi thân muốn tiến thân ở đất khách quê người hoặc là gì muốn là gieo trồng chăn nuôi đấy hoặc là thi cử ở những cái cấp bậc quan trọng nói chung ấy, trong thời gian này thì cũng có những cái may mắn bất ngờ nó tìm đến càng chăm chỉ cày quốc bao nhiêu ấy, thì lại càng gặt hái được cái thành quả xứng đáng bấy nhiêu à, trong khi đó những người làm kinh doanh thì cũng chốt được nhiều cái thương vụ làm ăn lớn à, với sự may mắn giàu có đầu tư hợp lý và những cái quyết định sáng suốt à, các bạn sẽ ngày càng có nhiều tiền ở trong tay đó à, các bạn làm ăn rất là kỹ tính nhưng lại gì rất là công bằng nên tiền trong luôn sòng phẳng khó có người tìm ra cái kẽ hở của các bạn được. thưa quý vị, những người tuổi thân thường lựa chọn và yêu thích đối phương có cái ngoại hình ưa nhìn. Nam giới tuổi thân thì thường ngả dạt trước những cô gái yêu kiểu kiểu diễm và duyên dáng, còn nữ tuổi thân lại dễ sa ngã vào cái tình yêu với các anh chàng lịch lãm phong độ. hầu hết những người tuổi thân thì thường đến với nhau là gì? do tự tìm hiểu. vì vậy họ có cuộc sống hôn nhân khá là thuận lợi và bình yên. Tuy nhiên, những người tuổi thân đòi hỏi khá cao trong cái đời sống vợ chồng và với người bạn đời của mình, họ luôn muốn được quan tâm và chia sẻ cũng như là hâm nóng cái tình cảm. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ tư à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư à, trong 3 ngày tới đây chúng ta sẽ có bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trời thương phật độ ăn nên làm ra đó là những tuổi sau một là tuổi sửu hai tuổi dần ba tuổi ngọ và bốn là tuổi thân đây là những con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.